Cửa hàng Minh Nguyễn Auto xin kính chào các khách trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm 2022 thì bên em lại tiếp tục cập bến cho các bác một dòng đẩy công suất 4 kênh. Dòng này thì thật sự các bác là em bán cũng khá là nhiều rồi, và đợt này thì cũng đang ở trong cái đợt nó cấm biên cũng khá là dài. Đấy. Nên là hàng đẹp thì cũng rất là ít. Nên là hôm nay em về được có mấy con thôi. Đấy, và hình thức của nó cũng khá là mới. Đấy, khá là đẹp. Đấy. Con này thì với công suất thì nó sẽ rơi vào tầm 800W một kênh nha các bác nhá. Đấy. Mã của nó là King Hosea. Đấy. Một dòng này thì những cái loại có rất là nhiều loại tên. Trước này là cũng như cái này là cái dòng của tên của Sanderson. Đấy. Và hôm nay cũng là dòng của King, đều là những cái dòng đẩy bãi. Đấy nha các bác nhá. Đều là những dòng đẩy bãi và được sản xuất tại Trung Quốc nha các bác nhá. Đấy, dòng này thì thật sự các bác là rất là hay rồi, chất âm của nó thì dám khẳng định cho các bác chơi gia đình hoặc sự kiện là đều là ok. Máy của nó rất là nành máy, cực kỳ là bền máy. Đấy, thuộc ở dòng gọi là nồi đồng cối đá đấy nha các bác nhá. Con này sử dụng mạch cấn H nha các bác nhá, mạch cấn H. Đấy, và chạy 48 xò NJ VK. Và con này được thêm những con sò bù áp và những con sò thúc rất là nhiều nhá các nhá. Đấy. Con bù áp, con sò thúc rất là nhiều luôn. Đấy, cực kỳ là nhiều. Đấy. Máy thì đảm bảo cho các bác 100% là máy chưa qua sửa chữa, máy đẹp zin. Đấy. Con này thì về thì em đã vệ sinh thổi bụi qua. Đấy. Thổi bụi qua bằng súng hơi và không rửa nước nhá các bác nhá. Đấy, này là bên em lại sẽ không rửa nước. Đấy. Chỉ gọi là xịt bằng súng hơi thôi. Đấy. Nên là các bác dùng thì rất là yên tâm, không gọi ảnh hưởng gì đến chất lượng của linh kiện cả. Đấy. Còn nhiều các bác này muốn sạch sẽ thì các bác sẽ rửa nước. Đấy, rửa nước nhiều lúc mà xịt trước không được sạch cái nó sẽ những cái nước, những cái chất tẩy nó sẽ ngấm vào những con linh kiện thì nó sẽ làm gọi là mòn các chân của linh kiện. Đấy. Còn đây thì thổi bụi thôi, không vấn đề gì. Đấy, và thổi sơn rất là cái chổi sơn thổi bụi xong rồi quét nó sạch những bụi đi, thế là các bác chơi nó cũng là ok rồi. Đấy, không bao giờ phải suy nghĩ. Máy thì cũng còn khá là đẹp, và con này chạy là 16 tụ nha các bác nhá. Chạy 16 tụ. Tụ con này nó là tụ 80V và 15.000 mi, dòng tụ điện áp rất là cao. Rất là cao, và con này thì được mạch nó thiết bị bảo vệ mạch rất là tốt. Đấy. Từng một vế xòa một. Đấy, thì sẽ có một cái cầu chì. Đấy, các bác nhá, con này thì nó sẽ là có mỗi một kênh của nó sẽ có hai cái cầu chì. Đấy nha các bác nhá, hai cầu chì bảo vệ sò. Đấy. Nên là rất là ok luôn, và một con ne đóng ne. Đấy. Đấy, con ne này để mở mạch để cho chạy được công suất. Đấy. Và một con ne đấy khởi động gọi là nguồn. Đấy, khởi động nguồn vào. Con này sử dụng mạch bảo vệ cực kỳ là tốt luôn nha các bác nhá. Đấy, rất là tốt. Nên là khi các bác bật tắt là nó không có những cái tiếng nổ phục 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 ở loa đâu nha các bác nhá. Đấy. Rất là ok, và hai con này chạy hai quạt, quạt nó cực kỳ là êm luôn. Quạt rất là êm. Đấy, em sẽ kéo này để em quay cái phần 6 lít cho các bác để các bác xem, để các bác có thể đấu như thế nào. Và đây, con này thì 6 lít của nó sẽ có rắc rắc tín hiệu ra của nó sẽ bằng đấu cọc. Các bác thích đấu cọc cũng được, và đấu rắc new trick đều được. Và tín hiệu vào nó sẽ có gồm 4 đường tín hiệu vào và 2 đường tín hiệu 4 đường tín hiệu linh ra những đẩy khác. Đấy, còn con này sẽ có cả chế độ đánh bà rai nha các bác nhá. Đánh chập kênh, 4 kênh các bác có thể dồn lên 2 kênh, đánh súp đều được nha các bác nhá. Đấy. Chế độ đánh nó sẽ có rất là nhiều chế độ đánh. Đấy, sitte, pan, bà rai. Và tín hiệu cổng vào của nó sẽ 0.77V là to này, 1.0V ở mức trung này, 1.44V ở mức nhỏ này. Đấy. Nha các bác nhá. Đấy. Máy của nó còn rất là xịn sò luôn. Đấy. Rất là chất. Đấy. Quá đẹp luôn. Đấy. Số lượng em về không có nhiều nha các bác nhá, không có nhiều. Đấy. Thì bác nào mà
cần thì alo sớm cho em, và em cũng xin báo giá luôn cho các bác để các bác được nắm rõ về cái mức giá, về cái trong cái tại thời điểm bây giờ. Xin báo giá luôn cho các bác, trong tại thời điểm bây giờ thì là mức giá là 6.800.000 nha các bác nhá. 6.800.000. 6.800.000 nha các bác nhá, một con giá tại cửa hàng. Đấy, 6.800.000. Đấy. Hàng bao chất bao đẹp cho các bác. Đấy thì thôi thì cái video này em xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và ghé qua kênh Auto Bình Nguyễn. Và các bác nào yêu kênh hãy để lại cho em một vài số like và nhớ đăng ký để tiện theo dõi những video, những mặt hàng mới nhất ở bên em là cập nhật hàng ngày. Và số điện thoại của em là 0985778338 và 0937343386, em số 89 từ vòng Hoàn Mỹ, ngô quyền Hải Phòng. Đấy, bác nào cần tư vấn hoặc hỗ trợ thì các bác ép cái số đầu tiên của em vào, cũng đều là số Zalo và số Facebook. Thôi thì em cũng xin tạm dừng video tại đây thôi. Thì về chất âm test nhạc thì em sẽ test cho bác những cái video sau. Đây thì em tối nay em chưa test được. Và cái dòng này thì cam kết cho các bác là chất âm dám khẳng định cho các bác là bao hay cho các bác. Thì dòng này em bán rất là nhiều rồi. Đấy, anh em cũng bán cũng khá là nhiều. Đấy, thôi thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo ạ.